Đây là con Elantra, nhìn rất là mới và đẹp phải không các bạn? Nhưng nó chạy gần Nắng heo lên thì 300.000 km rồi đó. anh ta lại Lần quay trước anh heo chủ xe đến để thực hiện vệ sinh carbon động cơ sạch sẽ ngon lành hết rồi. Lần này anh đến để đại tu lại cái hệ tâm yên. Đại tu hệ tâm yên nghĩa là sao các bạn? Xe này sử dụng một cái dây sên để kết nối cốt máy với hai cái trục cam. Sau khoảng gần 300.000 km sử dụng thì cái dây sên này nó cũng giãn rồi các bạn. Và mình phải thay thế để ngăn ngừa hỏng hóc có thể xảy ra. Cái hệ sên cam này được gọi là hệ tâm yên. Nó mang vai trò cực kỳ quan trọng trong một động cơ. Giả sử cái sợi sên này mà bị đứt á, thì chắc chắn cái động cơ này nó sẽ hư và chắc chắn là phải rã máy đại tu nha các bạn. Do đó mình phải thay thế cái sợi sên này tầm khoảng 250-300.000 km. Nó cũng rất đơn giản với một số động cơ và cũng rất rắc rối với một số động cơ. Riêng đối với con Hyundai Elantra này thì cực kỳ đơn giản nha, làm trong ngày là xong, rất nhanh gọn lẹ. Đầu tiên vô mình thay hai cái đỡ sên cam, siết lực đầy đủ đánh dấu đàng hoàng nha các bạn, ráng làm cho chuẩn tại vì mình không có cơ hội thứ hai đâu, chỉ có một lần duy nhất thôi nên làm lần nào là chuẩn lần đó. Sau khi thay xong hai cái đỡ sên thì mình sẽ gắn dây sên mới vào, gắn dây sên mới vào đúng vị trí nha, phải đúng vị trí đàng hoàng. Thì mình sẽ tiến hành siết lực cái tăng sên, cái tăng sên này siết xong thì mình giật cái chốt ra thì nó sẽ tác dụng lực lên và làm căng cái dây sên lên các bạn. Và mình phải canh đúng vị trí của từng mắt sên nha, mình có đánh dấu màu vàng cũng như là màu xanh đó, như các bạn thấy nó phải đúng vị trí như vậy thì nó mới đúng thì của động cơ. Sau khi canh xong thì mình quay dài 3 vòng coi nó có bị cấn kẹt gì vậy không, chắc chắn là không rồi. Tiến hành đi keo lắp lại cái mặt chụp sên cam, thiết lực mọi thứ đầy đủ này nọ, lắp đặt lại nắp cò và mình tiến hành đọc lõi nổ máy. Quá trình diễn ra nhanh chóng và trơn tru, mọi thứ không có gì đặc biệt, tiếng máy nổ êm mượt và chiếc xe có thể tiếp tục vận hành thêm vài trăm ngàn km nữa.